Thì tôi phải làm sao? Tôi có ai bên cạnh không? Tôi phải nói như vậy là gì? Tôi xin rút ra khỏi. Nín, không có khóc nè, nghe lời con, nín dứt liền, không có khóc, hiểu không? Cái nết của mình á là thắng làm vua, thua nhảy đành đạch, là đúng cái nết của dì cháu mình rồi. Nhưng mà con nói dì nghe nè, thôi bữa tới giờ con đã nói bỏ đi làm không có lợi người ta đâu rồi mà không có nghe, vậy mà cứ lên nhảy đành đạch chi rồi giờ khóc lóc không ai bên cạnh. Nhưng yên tâm, con đã hứa với dì con ở bên cạnh dì, con kèm một gì mà, thì con vẫn ở đây. Khi mà dì cảm thấy cô đơn thì bàn tay đâu dì đưa đây cho con sẽ nắm lấy bàn tay của dì, còn kéo đi đâu thì con không có biết. Còn bây giờ con nói dì nghe nè, mình cảm thấy á, khi mà người ta về mà trong lòng mình có sự đố kỵ sân si và mình không biết là người ta đi vô trong đất người ta đã làm cái gì và khi người ta ra người ta được cái gì, hiểu chưa? Thì bắt buộc mình phải đi vô trong đó để mình thử, giống như cái câu chuyện mà hai cục bú vậy đó. Cái con bé ở hiền á, nó đi vô trong đó, nó gặp cái lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao đó, thì nó được lấy cái cục bú ra. Là gì biết được là nó tốt đó, nó được lấy cục bú. Thì bây giờ gì muốn biết được là mình có tốt, mình có may mắn gì vậy không? Đi thẳng vô trong kia giỏi cho con, giống như cô Phương Hằng đi, mình đi thẳng vô trong đó cho con. Xong cái khoảng 2-3 năm sau mình đi ra coi, hiểu không? Mình ra coi mình có quy hoàng không, hay là mình điêu tàn. Đó, cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Còn nghe lời con là không có gì phải khóc hết á. Trời ơi, thắng làm vua, thua mình nhảy đành đạch, chứ có gì đâu mình khóc. Thắng thì ăn, thua chung đủ cho con. Không có gì phải dãy dụa lên như vậy hết trơn á. Nhưng mà không, cái nết của dì cháu mình là phải dãy, dù có thua cũng vậy. Thôi kệ, cố gắng đi, con vẫn ở bên cạnh dì nha. Nhớ, dù không ai bên cạnh dì nữa, con vẫn ở đây đợi dì, mãi yêu dì. Đừng có khóc nữa, con đau. Đau ở đây nè. Ui da, đau quá luôn đó.